Chào mừng quý vị đang theo dõi chuyên mục Thế giới trong trang sách. Trong chuyên mục hôm nay, Tức Anh xin giới thiệu đến quý vị những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ đọc nhưng thấm nhuần những bài học về hạnh phúc và yêu thương. Những câu chuyện này đang được các độc giả trẻ truyền tay nhau ngay từ khi nó mới được xuất bản cách đây chưa đầy một tháng. Đó là quyển sách Sống tích cực để yêu thương. Điểm đặc biệt là tác giả quyển sách anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, một doanh nhân đa tài, dấn thân vào rất nhiều lĩnh vực và quan trọng là vẫn giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa những cam go trên thương trường và tâm lý ung dung thư thái thường gặp của một người ưa viết lách. Làm sao để có thể sống hạnh phúc? Đó là những gì mà quyển sách Sống tích cực để yêu thương bàn đến. Dù bạn có đủ đầy vật chất hay đang ở đỉnh cao danh vọng, cuộc đời này sẽ là vô nghĩa nếu không có tình yêu thương, niềm hy vọng, sự sẻ chia và những ước mơ cháy bỏng. Sống tích cực để yêu thương còn có nhiều bài viết chia sẻ những triết lý nhẹ nhàng khác về cuộc sống như cách sử dụng thời gian, rèn luyện lòng kiên trì, hùn đúc tinh thần học hỏi không ngừng, dám dấn thân, chủ động cho công việc, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, được tác giả khái quát, nghiệm suy và chắt ra thành lời. Bên cạnh đó là những câu chuyện như thủ thỉ, như tâm tình, kể về những khoảnh khắc, về kỷ niệm, về dấu ấn cuộc sống của người viết. Tuy nhiên nói về thành công và hạnh phúc, nhưng đây không phải là một quyển sách khoe khoang. Là một người làm nhiều việc, hẳn nhiên tác giả cũng nhiều lần thất bại. Và anh không ngần ngại nói về những thất bại của mình. Anh thành công, nhưng anh cũng từng đổ vỡ, buồn phiền và tiếc nuối. Nhưng đến cuối cùng, đúng như tựa đề của quyển sách, anh đã chọn lối sống tích cực bởi vì anh hiểu rõ giá trị của những sai lầm trong cuộc sống hữu hạn. Cái quan trọng là làm sao để trong cái lát cắt hữu hạn ấy, chúng ta được hạnh phúc và làm sao để khi chúng ta trở về tro bụi mà không tiếc nuối những ngày đã qua. Sách vừa được Alpha Book phát hành, mời quý vị tìm đọc.